Lịch sử toán thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn An Ninh, nhà văn hóa, lãnh tụ lớn của phong trào yêu nước Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Cha ông là Nguyễn An Khương, một trí thức nho học yêu nước, từng tham gia phong trào Đông Du do Phan Bộ Châu lãnh đạo. Từ nhỏ, Nguyễn An Ninh đã được cha giáo dục lòng yêu nước và kèm học Hán văn. Sau đó, ông đã theo học bậc phổ thông tại trường học Pháp Việt ở Nam Kỳ. Năm 16 tuổi, ông được gia đình gửi ra Hà Nội học ở trường Cao đẳng Y Dược. Sau khi học được nửa năm, Nguyễn An Ninh quyết định chuyển sang học ngành luật tại trường Cao đẳng Pháp chính thuộc Đại học Đông Dương. Năm 1918, ông sang Paris, Pháp tiếp tục học ngành luật tại trường Đại học Tổng hợp Sorbonne. Hai năm sau, ông đã hoàn thành chương trình học tập và được cấp bằng cử nhân luật hạng xuất sắc. Cũng chính trong thời gian này, Nguyễn An Ninh bắt đầu tham gia và hoạt động tích cực trong phong trào yêu nước của người Việt Nam tại Pháp. Ông tham gia nhóm Ngũ Long gồm Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn An Ninh. Trong đó, ông được Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường rất tin cậy, quý mến. Ông là bạn, là hai người cộng sự đắc lực của Nguyễn Ái Quốc, cùng tham gia sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, cùng viết bài và quảng bá cho báo Le Paris, Người cùng khổ. Ngoài ra, Nguyễn An Ninh còn dành thời gian nghiên cứu các học thuyết cách mạng trên thế giới. Ông cũng kết giao rộng rãi với các hoạt động cánh tả, cộng sản ở Pháp và một số nước khác ở châu Âu. Ngày 3 tháng 10 năm 1923, Nguyễn An Ninh về nước, bắt đầu dấn thân vào hoạt động yêu nước và cách mạng chống lại chính quyền thực dân Pháp. Ngày 25 tháng 1 năm 1923, ông trình bày bài diễn thuyết lần thứ nhất trước đông đảo thanh niên trí thức Sài Gòn với chủ đề Trung Đức một nền học thức cho dân An Nam. Tiếp đó, ngày 15 tháng 10 năm 1923, ông diễn thuyết lần thứ hai tại Hội nghị Khuyến học Nam Kỳ với bài Lý tưởng của thanh niên An Nam. Trong hai bài diễn thuyết này, Nguyễn An Ninh đã kịch liệt đả kích các chính sách của chính quyền thực dân, kêu gọi nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, hăng hái rũ bỏ những ràng buộc của hủ tục, bất chấp sự đàn áp của thực dân Pháp, ra đi tìm đường cứu nước và xây dựng cho dân tộc một nền văn hóa mới, tự do và hiện đại. Các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên yêu nước ở Nam Kỳ, nhiệt liệt tán đồng các tư tưởng của Nguyễn An Ninh. Nhưng nhà cầm quyền thực dân thì vô cùng tức tối. Thống đốc Nam Kỳ và Chánh Mật Thám đã triệu tập ông đến dinh tổng đốc để đe dọa và tuyên bố cấm ông diễn thuyết tại các nơi công cộng. Sự đe dọa của chính quyền thực dân không làm Nguyễn An Ninh sờn lòng, chùn bước, mà trái lại càng làm cho ông kiên quyết tiến lên trên con đường đã chọn. Ngày 10 tháng 2 năm 1923, ông lập ra tờ báo bằng tiếng Pháp, phát hành công khai ở Sài Gòn. Đây là một trong những tờ báo đầu tiên thuộc dòng báo chí công khai trực tiếp phê phán mạnh mẽ chính quyền thực dân Pháp, đồng thời giới thiệu quảng bá cho các tư tưởng cách mạng, đặc biệt là tư tưởng cách mạng Pháp, Ấn Độ và chủ nghĩa Mác. Nguyễn An Ninh còn đăng trên bài báo một số bài của Nguyễn Ái Quốc đã đăng trên báo Le Paris. Để đàn áp tờ báo, chính quyền thực dân Pháp đã cấm các nhà in và sở bưu điện không nhận in và phát hành, vận chuyển. Nguyễn An Ninh liền bán hết gia sản để lập xưởng in riêng. Sau đó, ông để đầu trần, xõa tóc, mặc đồ bà ba, đi quốc gỗ, tự mình giao bán tờ báo trên phố Sài Gòn. Hành động yêu nước bất khuất của ông đã được các tầng lớp nhân dân Sài Gòn và Nam Kỳ rất ngưỡng mộ và ủng hộ. Nguyễn An Ninh trở thành lãnh tụ và là thần tượng của phong trào yêu nước cấp tiến của thanh niên Nam Kỳ. Qua đó, ông đã đóng góp to lớn vào sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của cao trào đấu tranh quần chúng trong những năm 1925-1926. Năm 1926, ông bị chính quyền thực dân bỏ tù 2 năm. Sau khi ra tù, ông đã sáng lập ra Thanh niên Cao Phọc Đảng, một tổ chức yêu nước hoạt động theo nguyên tắc hội kín ở Nam Kỳ. Ông còn phối hợp với cán bộ của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên trong vận động quần chúng và phát triển tổ chức của hội. Ông lại bị thực dân Pháp bỏ tù vào cuối năm 1928. Sau khi ra tù lần thứ hai vào năm 1931, Nguyễn An Ninh lại hăng hái tham gia các hoạt động yêu nước và cách mạng, sát cánh cùng với các chiến sĩ cộng sản và yêu nước đấu tranh gìn giữ và phục hồi phong trào sau thất bại của cao trào cách mạng năm 1930-1931. Cùng với chiến sĩ cộng sản Nguyễn Văn Tạo,
cuối tháng 4 năm 1932, Nguyễn An Ninh đã lập ra tờ báo công khai bằng tiếng Pháp, có nghĩa là tranh đấu. Đây là tờ báo cách mạng rất có uy tín ở Sài Gòn và Nam Kỳ. Cùng với những người cộng sản, Nguyễn An Ninh đã tích cực tham gia vận động phong trào cuộc tranh cử vào Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ trong năm 1933. Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ cộng sản và yêu nước tổ chức thành công các cuộc đấu tranh công khai sôi nổi của quần chúng. Sau thắng lợi vang dội của mặt trận Bình dân Pháp, tháng 6 năm 1936, chính phủ Bình dân được thành lập ở Paris do Léon Blum đứng đầu, tuyên bố sẽ cử phái đoàn thanh tra sang khảo sát tình hình các xứ thuộc địa của nước Pháp, trong đó có Đông Dương. Nhân cơ hội đó, một số phần tử cơ hội trong giai cấp địa chủ và tư sản Nam Kỳ định tranh thủ nhân danh dân chúng bản xứ, trình cho chính phủ Bình dân các yêu sách của họ. Trong khi đó, cơ sở Đảng Cộng sản Đông Dương còn chưa kịp phục hồi và Đảng cũng chưa có chủ trương cụ thể nào về vấn đề này. Nguyễn An Ninh đã hết sức nhạy bén đứng ra phát động phong trào Đông Dương Đại hội, một phong trào đấu tranh mang tính chất quần chúng rộng rãi. Sáng kiến của Nguyễn An Ninh nhanh chóng được Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 2 tuần cuối tháng 9 năm 1936, có 600 ủy ban hành động đã được thành lập ở Sài Gòn và Nam Kỳ, phần lớn do các đảng viên cộng sản lãnh đạo, sôi nổi vận động, thu nhập dân quyền và thức tỉnh quần chúng. Phong trào Đông Dương Đại hội đã mở đầu cho cao trào vận động vì các chính quyền dân sinh, dân chủ của quần chúng diễn ra sôi nổi trên toàn cõi Việt Nam. Từ năm 1936 đến năm 1939, cao trào này được coi như cuộc tổng diễn tập lần thứ hai cho thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 sau này. Trong thời kỳ đó, Nguyễn An Ninh luôn luôn sát cánh cùng với các chiến sĩ cộng sản, lằn lộn, vận động trong các phong trào đấu tranh của quần chúng, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, báo chí và trong các cuộc vận động tranh cử. Ở Sài Gòn và Nam Kỳ, lúc đó có các phần tử và lập hiến cũng giáo diết hoạt động để tranh giành ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tuy không có cơ sở sâu rộng trong quần chúng, nhưng họ phần lớn lại là những người trí thức phương Tây, học thức khá nổi tiếng. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống lại những luận điểm tuyên truyền của họ không dễ dàng gì. Trong bối cảnh đó, với tư cách là một lãnh tụ, một trí thức được nhân dân hết sức tin yêu, Nguyễn An Ninh đã đứng về phía những người cộng sản, đấu tranh không khoan nhượng với hai nhóm người trên. Ông là bạn tâm giao và đáng tin cậy của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, của các chiến sĩ cộng sản khác như Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Trấn hay Dương Bạch Mai. Tháng 9 năm 1939, Thế chiến II bùng nổ ở châu Âu, ở Đông Dương. Thực dân Pháp liền tuyên bố thiết lập luật, siết chặt ách thống trị tàn bạo của chúng, hòng ngăn ngừa nhân dân ta vùng lên tự giải phóng mình. Chúng giáo diết truy lùng, bắt bớ và sát hại các chiến sĩ yêu nước cách mạng. Ngày 4 tháng 10 năm 1939, Nguyễn An Ninh bị thực dân Pháp bắt lần thứ 5, sau đó ông bị kết án 5 năm tù và 10 năm lưu đày biệt xứ. Chúng đưa ông ra giam giữ và tra tấn tại nhà tù Côn Đảo. Ông hy sinh ngày 14 tháng 8 năm 1943, 2 năm trước khi nước nhà giành được độc lập. Từ một sinh viên Đại học Đông Dương, Nguyễn An Ninh trở thành một chiến sĩ, một lãnh tụ có uy tín lớn và có ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào yêu nước Việt Nam trong suốt gần 2 thập kỷ, từ năm 1923 đến năm 1943. Ông còn là nhà tư tưởng, nhà văn hóa và nhà báo lớn. Những tác phẩm của ông về tư tưởng chính trị, về tôn giáo và về văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng đối với diễn trình lịch sử văn hóa, tư tưởng Việt Nam cận đại. Ông là một trong những người tiêu biểu nhất của tầng lớp trí thức Tây học đầu tiên, dũng cảm dấn thân, xả thân, đem hết tài năng, dũng khí và tính mạng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi áp bức của chủ nghĩa thực dân. Để hiểu rõ hơn tầm vóc của Nguyễn An Ninh, xin dẫn ra đây những nhận xét, đánh giá của một số nhà lãnh đạo và nhà khoa học lớn về ông. Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam viết, Nguyễn An Ninh là nhà yêu nước vĩ đại, là một trí thức tầm cỡ. Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng Chính phủ viết, tôi khẳng định rằng Nguyễn An Ninh là một nhà yêu nước, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, kiên quyết đấu tranh vì Tổ quốc và dân tộc, cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyễn An Ninh có tầm vóc một nhà lãnh đạo trong một cuộc cách mạng, cho nên chúng ta phải ghi nhớ những cống hiến quan trọng của một nhân vật có tầm vóc lịch sử. Ông Hà Huy Giáp, một trong những nhà cách mạng tiền bối viết, Nguyễn An Ninh là một chiến sĩ cách mạng rất năng động, nhạy bén với thời cuộc.
Cả cuộc đời của anh là cuộc đời đầy hy sinh, gian khổ, bị tù đầy 5 lần cho đến chết trong địa ngục Côn Đảo. Hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng con người trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những năm 1925-1926, nhân dân Nam Bộ coi anh như một lãnh tụ cách mạng, hơn nữa họ sùng bái anh như một thần tượng. Giáo sư Trần Văn Dầu, bậc tiền bối cách mạng, nhà sử học lớn viết: Người anh Ninh, tóc chấm vai, mắt sáng như sao, tiếng trong như chuông, ở đất Sài Gòn mà mặc bà ba, đi guốc, bán báo chuông rẻ của mình viết. Hình ảnh đó nó đủ gây cảm tình sâu sắc với đồng bào. Một thuở, Nguyễn An Ninh là thần tượng của đồng bào lục tỉnh, của học sinh chúng tôi. Con người sôi nổi, đại chúng đó, hùng hồn ở diễn đàn, bén nhọn trên cột báo, không chút sợ Tây, tà, vào tù như về quê. Con người ấy đồng thời là một người trầm tư, mặc tưởng. Nguyễn An Ninh là một chính khách, một học giả, một nhà chính trị hoạt động. Trước hết, anh là một con người của quần chúng, là con người của nhân dân, trong mắt, trong lòng người dân Sài Gòn, thành phố. Hồ Chí Minh, chí sĩ Nguyễn An Ninh là một người cách mạng xứng đáng được lưu danh bằng bia đá, tượng đồng. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!